Chị kể tiếp phần 2 câu chuyện vụ án xảy ra ở chợ đầu mối ngày 30 tháng 9 nha tụi em. Thì cái bà mà hung thủ giết người á, bả là bả bán hàng rong mà bả bán trên cái xe ba gác. Bả bán dưa chuột, dưa leo rồi rau củ quả rồi đủ thứ nha tụi em. Nhưng mà cái chỗ bả bán á là ở ngoài chợ Bình Phước á, mà chợ Bình Phước là gần nhà của mẹ nuôi tỷ luôn. Mà mẹ nuôi tỷ kể hồi sáng này á, tỷ điện cho mẹ tỷ, tỷ mới hỏi là mẹ có hay gì không, cái bà mà bỏ bán cái xe bà gác đó mà rau củ quả rồi bỏ bán gần nhà mình á, mẹ có hay ra đó mua không. Tỷ hỏi mẹ tỷ vậy đó, nghe nói bà đó bà giết người, bà giết nhỏ chủ dựa trong chợ đầu mối. Cái mẹ tỷ nói có, trời ơi hồi sáng này tao bước ra chợ tao mua, tao nghe người ta đồn quá trời quá đất luôn, đồn trời rùm beng hết trơn luôn. Rồi cái tỷ hỏi mẹ có hay mua đồ bả không, bởi vì cái xe ba gác ở đậu là gần nhà tỷ có mấy mét thôi, mà chắc chắn là mẹ tỷ hay mua nha tụi em, tỷ bảo đảm luôn. Cái xong cái mẹ tỷ nói có, trời ơi tao là tao mua mối bả luôn, mẹ tỷ là mua mối bả luôn. Mà mẹ tỷ kể là cái bà này bả rất bự con, người bả đen thui à, mà bả bự con lắm, bả khoảng 50 mấy tuổi thôi, nhưng mẹ tỷ nói tướng bà này nhìn rất là mạnh. Mẹ tỷ nói cỡ mà gái á nha, hai đứa quýnh chưa chắc lại bả. Mẹ tỷ nói nhìn tướng bả cao to bự con lắm, mà nhìn tướng ô về mập mạp mà mạnh dạn lắm nha tụi em. Mẹ tỷ nói nếu mà hai người gái á mà dạng mà hai mấy mười mấy á, mới lớn lên mà hai đứa bả chấp hai đứa quýnh không lại bả, mẹ tỷ nói vậy, bự con lắm. Mà mẹ nói bà này bả hung dữ vô cùng. Mẹ tỷ nói ra mua đồ á, thấy bả chửi chồng bả như chửi chó luôn, tại vì chồng bả cũng bán chung với bả trên xe ba gác á. Mà bà chửi chồng bà như chửi con luôn nha tụi em. Bà chửi quá trời, mà chồng bà hiền queo, im re, không có dám trả lời là gì hết trơn. Mẹ tỷ nói vậy, nói bà này phải dữ dữ lắm. Nên là bà cũng có cái nết dữ sẵn trong người, dễ sợ luôn. Còn con bé mà bị hại á tụi em là 26 tuổi mà nghe nói là đám hỏi rồi, chuẩn bị đám cưới nha, mà chưa có đám cưới. Thì em này đó là chủ dựa trong chợ đầu mối, mà hai mẹ con cùng bán một cái sọc nha tụi em. Đó là bán rau củ quả, đồ hàng bông rồi đó. Thì tỷ nghi là bỏ mối cho bà này đó, rồi bà này mới thiếu triệu sao đó, rồi có 6 triệu thôi, rồi hẹn ra đó trả. Mà con bé này nó cũng chủ quan, không có đề phòng, đúng không thưa em? Nếu trả thì bà cầm tiền vô đây bà trả, bà kêu ra bãi xe đó, lấy làm cái gì, đúng không thưa em? Đó, bà hẹn, bà nói ra ngoài bãi xe bà đưa. Thì tụi em biết là xui cho ngày hôm qua là 12 giờ trưa thì ngay cái khu của tỷ mưa lâm râm mấy ngày nay mưa riết à. Mà thường thường mà chợ mà trời mưa người ta ít có đi ra ngoài chợ lắm, người ta tài xế rồi nó cũng trú trong xe, còn không vô quán cà phê đồ nó nằm, đúng không tụi em? Nên là nó cũng vắng, cái bãi xe nó cũng vắng, rồi nó khuất cái xe đi, bãi xe này xe kia đậu á, đồng vòng nó cũng khuất, nên là khi bả ra tay không ai hay mà can hết trơn. Rồi sau khi mà giờ giết xong rồi thì camera mới trích xuất camera mới thấy và mới truy bắt được bả, chứ không có camera là cũng thấy mồ luôn. Em thấy ghê không? Nghe mẹ tỷ nói mẹ tỷ mua mối bả, tỷ nghe tỷ cũng ớn. Giờ bà này cũng như nợ nần rồi, cũng như tới bước đường cùng tụi em. Rồi gặp bé này đeo vàng quá trời luôn, nghe nói đeo vàng quá trời, rồi mang một giỏ tiền luôn, đi ra lấy tiền mang một giỏ tiền trước bụng nè. Cái giỏ mà mấy cái chủ dựa hay mang trước bụng á tụi em, dạ người ta kêu bằng cái túi bao tử á đó. Rồi vòng vàng đồ đeo trên người cũng nhiều lắm, rồi bà giết xong rồi bà lấy cái giỏ tiền đó, với lại vòng vàng trên người rồi bà cắt bà lấy ra hết. Trời ơi ghê em, cái chợ đầu mối á có cu hồn tụi em ơi, có cu hồn chợ. Cứ tỷ thấy á, 2-3 năm là xảy ra vụ án giết người, 2-3 năm là xảy ra vụ án giết người, cách này 2-3 năm cũng mới xảy ra vụ án giết người. Tại thằng này đó là cái nghề kéo xe chợ đầu mối á, thì nó mới đánh đề với thằng này. Nó đánh đề thằng này mà tụi em biết á, khi mà cái tờ giấy mà đánh đề á, cái phơi nhỏ xíu vậy nè, nó mới lộn lưng quần, cái mồ hôi nó ra, nó mới nhòe cái chữ đi. Nhưng mà chiều nó trúng nha tụi em, trúng nhưng mà nó mờ nhưng mà vẫn thấy số, nhưng mà nó mờ. Thì cái thằng kéo xe đó nó đem lại cái chỗ nó ghi đề, nó lãnh tiền. Thì cái thằng mà ghi đề á, muốn nói ngược, mới nói là mờ rồi, không cho lãnh nha tụi em, cái số bị mờ không cho lãnh. Nhưng mà mờ thì còn cái cùi phơi đâu, đúng không? Nó không cho người ta lãnh. Thì cái thằng mà kéo xe nó cũng có gốc gác giang hồ, nó về nó nói thằng anh nó nghe. Thằng anh nó cầm vô dao vô ngay chỗ thằng ghi đề á tụi em, nghe nó cắt cổ chặt đầu gì đó không biết, mà chết tại chỗ luôn. Cách này cũng 2-3 năm rồi.
Rồi cách này cũng mấy năm nữa, cũng hai anh tài xế dành chỗ ngủ với nhau nha tụi em. Rồi giết luôn, chết luôn. Nói chung chợ đầu mối là có cụ hồn, cứ vài năm là xảy ra vụ án với người, vài năm xảy ra vụ án với người. Mặc dù có lập miếu đồ thờ cúng trong chợ rất là lớn nha tụi em, nhưng mà nó lạnh như nó có hun à.